Hello, chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ quay một video về làm cái chế tạo một cái thuyền du lịch để và một cái thuyền chạy bằng bông dún để xem cái thuyền nào chạy nhanh hơn nha. Và dụng cụ để làm cái thuyền du lịch thì mình đã có một tấm xốp này. Đấy, mình ra biển này, ra ngoài biển, ngoài biển mình lắp về nha. Và một cái pin dự phòng mình tại chế nó lại này. Đấy, cái này là cái củ mình đã lấy tạm sử dụng này. Và thêm những cục pin mình mua này. Đấy, để cho nó mạnh hơn nha, để chạy cho nó tốc độ hơn. Và một con dao. Đấy, một con dao này. Một cục motor này, motor mình lấy ở từ cái quạt ra này. Đấy, và mình sẽ tải lại cái này. Và một chiếc bút lông để mình sẽ về thiết kế lên. Và dao cắt dãy này, để mình gọt những cái miếng xốp. Và một cái chiếc chân vịt để làm cho nó chạy nhá. Đấy, thì do tay mình không làm được nên mình thuê một chuyên gia thôi, chuyên về chế tạo. Và bây giờ hai anh em mình sẽ chế tạo mọi người cùng xem nhá. We'll be right back.
Đấy thì sau hơn 2 tiếng đồng hồ của hai anh em mình thì cũng đã làm xong hai chiếc thuyền này. Đấy, một cái chiếc thuyền này là mô phỏng chiếc thuyền du lịch nhá. Thì mọi người cũng tưởng tượng cái là chiếc thuyền du lịch này, có từ khoảng nhà cửa sổ nhá. Đấy, và đây là chiếc thuyền chạy bằng cái lực của vòng vòng dún này. Đấy, và đây là chạy bằng cái motor điện này. Đó. Thì cái cấu tạo của cái này thì lúc này làm thì mọi người cũng xem với nhá. Đấy thì có một cái chân chân vịt này, chân buông lại này để mà mình lại cái cây này để điều khiển những cái con thuyền nó chạy về hướng nào này. Đấy. Và đây là cái chân vịt nhá. Chân vịt đậu vào cái motor ở trong này nhá. Và đây là công tắc điện. Công tắc để mình bật này, đây mình bật này, mình bật là nó sẽ chạy như thế này. Đấy. Cái này nó chạy bằng bím nhá. Thì anh em mình chạy quá chạy bằng bím và động qua cái cục motor nên nó sẽ chạy, nó sẽ khỏe hơn mọi người ạ. Và mình sẽ dùng hai cái này đùa với nhau xem cái nào nó sẽ chạy nhanh hơn nhá. Đấy, thì ngày xưa anh em mình cũng toàn dùng những cái vòng dún này và những cái chạy đảo là những cái chiếc thuyền như thế này để chạy thôi mọi người ạ. Vì ngày xưa không có cái những cái động cơ để mà chạy. Đấy, thì lát nữa mình sẽ test cho mọi người cùng xem nha, vào thử nghiệm ở trong cái một cái bờ hồ nhá để cho mọi người cùng xem. Đấy. Hơn 2 tiếng đồng hồ của hai anh em mình. Thì mọi người nhá, thì mình đang ở hiện tại mình đang ở một cái đoạn đây là đường mương nước để cung cấp nước vào cho đồng lũ nhá. Thì mình đang ở đây vào để bây giờ mình sẽ thử nghiệm giữa hai cái thuyền. Đấy, thì đùa hai cái thuyền chạy với nhau thì xem cái thuyền nào sẽ nhanh hơn nhá. Đấy, một thuyền bằng mình phải làm bằng cái động cơ lúc sáng đấy. Và một thuyền mình chạy bằng cái lực của cái vòng thún như thế nào nhá. Bây giờ hai cái thuyền sẽ đua như thế nào và thử cái nào chạy nhanh hơn, mọi người cùng xem. Mình sẽ quấn cái vòng dún cho nhiều vòng nhé mọi người nhá. Và mình sẽ thả hai cái một lúc để thấy không chạy nhá. Rồi bắt đầu. Hai đó. Đấy. Cái vòng dún nó chạy hết rồi, hết đảo nha. Cái lại chạy rất là nhanh nha mọi người nhá. Đấy. Nó chạy nó tự lại luôn. Vừa rồi hai anh em mình cũng đã thử hai chiếc thuyền này rồi nhá.
Thì mọi người cũng thấy nha, thì chiếc thuyền chạy bằng motor thì nó sẽ chạy lâu hơn này, vì nó sẽ bằng chạy bằng điện của pin này, nên nó khi nào hết pin nó mới dừng lại được mọi người ạ. Còn cái thuyền bằng ngày xưa hai nhà mình hay làm ấy thì chạy bằng vòng thun này, nhưng mà hết cái vòng quận của dây thun thì nó sẽ dừng lại và nó sẽ chạy chậm hơn cái chiếc thuyền này. Thì vừa rồi cũng là thí nghiệm của hai anh em mình và chế tạo hai chiếc thuyền là hai cái mô hình khác nhau. Đấy. Thì nếu thấy clip hay nhớ like và đăng ký kênh chia sẻ ủng hộ cho hai anh em mình nhá. Rồi bye bye mọi người. Bye bye.